Thưa sư, một vị thánh tăng nhỏ tuổi hạ có cần cúi đầu đảnh lễ một vị phàm tăng cao tuổi hạ? Một vị thánh tăng có cần cúi đầu đảnh lễ một vị phàm tăng là thầy tế độ vị ấy? Một vị tỳ kheo ni là bậc thánh cao tuổi hạ có cần cúi đầu đảnh lễ một vị phàm tăng nhỏ tuổi? Một vị tỳ kheo ni là thánh còn cần thực hiện bát kính pháp. Con chỉ muốn hỏi về cách ứng xử trong tăng đoàn. Sư để là bởi vì có cái câu cuối là quan trọng nhất, là một vị tỳ kheo ni là bậc thánh có cần thực hiện bát kính pháp. Tôi sẽ trả lời dần ha. Thứ nhất là cái chuyện thánh hay phàm không cần biết. Vị tỳ kheo nhỏ hạ hơn phải đảnh lễ vị tỳ kheo lớn hạ hơn, bất kể thánh phàm. Và vị tỳ kheo ni thì dù 100 tuổi hạ, bất kể thánh phàm vẫn phải đảnh lễ vị tỳ kheo, dù cho vị ấy vừa xuất gia, bất kể thánh phàm ha. Rồi một vị tỳ kheo ni á, dù là thánh hay là phàm cũng phải tuân theo bát kính pháp. Sở dĩ sư để cái này nó quan trọng là thời nay có một số vị tự nhận mình là tỳ kheo ni, tự nhận mình là tỳ kheo ni và cũng muốn bác bỏ luôn bát kính pháp, thì đây là cái mầm họa cho tăng đoàn. Thành ra là muốn cái gì thì muốn, bát kính pháp thì không có được mất. Còn nếu như mà đương nhiên thì bây giờ nếu không có tỷ kheo ni thì lấy ai đâu thực hành bát kính pháp. Cho nên là trên lý thuyết ha, là nếu có tỷ kheo ni thì vị ấy buộc phải thực hành bát kính pháp, bất kể vị ấy là thánh hay là phàm vẫn phải như thế, không được thay đổi. Và không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì thêm về vấn đề này. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, thì những cái điều Đức Hành Tại mà vừa nói thưa quý vị, sư cũng hoàn toàn đồng ý. Cái này là nói thẳng nghe, đồng ý không phải đồng ý theo cái Đức Hành Tại nói sao nghe vậy nghe. Thật sự là Đức Hành Tại nói là có căn cứ thưa quý vị, đó là chính trong tạng luật. Trong tạng luật thưa quý vị, quý vị muốn rõ thì quý vị xem tạng giúp sư là tạng luật tiểu phẩm 2 chương tỳ kheo ni ha. Đó rất là rõ, nó rất là rõ, nó rất là rõ về cái việc thực hành bát kính pháp nó như thế nào. Rồi về cái rồi để mình củng cố thêm á, củng cố thêm niềm tin á, mình có thôi giới lực tỳ kheo ni đó rất là rõ trên tâm trên trang web tâm tạng baliviet.net để mình xem, để mình đối chiếu. Chứ nhiều khi nói ông sư Tệ Tường hay là ông sư Hình Tại nói không 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 mà không dẫn chứng nguồn này nọ không, mình nói, lại mình nói hai ổng nói chứ hai ổng có nói cái đó cụ thể ở đâu đâu đó, nó khổ vậy đó ha. Cho nên là muốn biết được cái điều mà sư Hình Tại giải thích, và sư cũng hoàn toàn đồng ý quan điểm của sư Hình Tại đó, nằm ở trong tạng luật sư đã có chỉ rồi, trong tạng luật tiểu phẩm 2. Và mình xem thêm kèm giùm sư là cái giới luật tỳ kheo ni và cái phần mà nói về cái quay nghe, cái phần mà đánh nói đánh lễ này nọ đó, thêm cái phần tiểu phẩm 1 đó, bao chung nằm trong tiểu phẩm 2 luôn quý vị, trong phần tiểu phẩm 2 luôn đó, là quý vị sẽ biết được là cái lời nói của sư Hành Tại và cái sự đồng ý quan điểm gì đó của sư Lê Tường đó, là có đúng với tinh thần của chánh tạng không, ở đây là chánh tạng đó, đúng với tinh thần chánh tạng lời dạy của Đức Thế Tôn không đó, chỉ vậy thôi. Đó, xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Theo